Bành, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Giới thiệu với quý vị, đây là Hùng Hoàng, em trai của Hoàng Hải. Không, tên thật đầy đủ của em cũng là Huỳnh Hoàng Hùng luôn. Ồ, là Hoàng Hải. Huỳnh Hoàng Hùng, em của Huỳnh Hoàng Hải. À, bây giờ để mà thay đổi một con người như này thực sự rất là khó. Khoan, cái chỗ này là bạn ấy nói ngược ấy. Quang Linh là thay đổi bạn ấy. Quý vị có công nhận cái cậu này từ trước được, có bao giờ cậu nhảy không? Quý vị qua chương trình nào bạn ấy nhảy chưa? Đó. Thế thì cháu đang nói ngược nhá. À, có nghĩa là bây giờ mình nói đúng ra. Nói đúng ra là Quang Linh đang suối bạn ấy nhảy nè. Trời ơi. Anh Hải ơi, em báo anh biết một tin vui nha. Anh có một fan mà tôi nghĩ rằng là nói ra cái là anh xỉu liền nè. Các bạn ơi, Hùng Huỳnh của anh trai C2 ngày hôm nay đến đây ủng hộ cho anh Hoàng Hải. Trời ơi. Hay quá em... Đi đâu qua đây vậy? Dạ em đúng nghĩa là em đam mê, em thần tượng với anh Hoàng Hải. Trời, hai giọng hát mà thực sự là em kiểu là em ước gì em được sinh ra lần nữa để em có giọng hát này á. Thiệt. Bây giờ nha mọi người, bây giờ chỉ cần mọi người vote cho số điểm bên team này thật cao, Hùng sẽ nhảy quanh nóc ở đây luôn. Ok không? Em quá khờ dại về một cuộc tình như là nỗi đau riêng mình á. Vì người không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu được sừng mà về. Giới thiệu với quý vị, đây là Hùng Hoàng, em trai của Hoàng Hải. Không, tên thật đầy đủ của em cũng là Huỳnh Hoàng Hùng luôn. Ồ, là Hoàng Hải. Huỳnh Hoàng Hùng, em của Huỳnh Hoàng Hải. Trời ơi, Romeo Juliet gì ở đây mà ớ? Như vậy, chị có ổn không? Tập nhảy ổn không chị? Bị bầm giò nè. Bầm hết rồi hả? Bầm ở đây. Tại vì Dương cũng tập lần đầu, cũng nhảy lần đầu. Cho nên là hai chị em cứ đá nhau thôi. Ở bên dưới, trời đất ơi, đâu mà quá trời celeb mà đâu tới đây vậy? Đây là nhạc sĩ Lê Phương, là cái người sáng tác bài Ngày nào đó khi ta đang bay, ngày nào đó. Ông Nguyễn Minh Cường thì các bạn cũng biết rồi, Hoa nở không màu. Hoa nở không màu. Dạ, Nguyễn Minh Cường sáng tác là vài chục bài hit thôi. Hoa nở không màu, rồi nếu đã xem nhau như cả cuộc đời. À. Buồn làm chi em ơi. Buồn làm chi hóa. Còn đây là ai à? Tất cả các em của Kissing The Voice năm 2019. Dạ em là Bảo Yến Rosie ạ. Dạ và hôm nay thì em cùng với team Thanh Hà đến để cổ vũ cho Mom. Và tụi em luôn luôn mãi mãi yêu Mom và ủng hộ Mom. Thank you. Cảm ơn các con. Em nghĩ rằng là chị Thanh Hà là một trong những vocalist có cái giọng hát nó quyến rũ bậc nhất Việt Nam. Cũng mấy tấm thân này là nhảy xuống thôi là thiếu đấy. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vẫn là người đứng để support cho Dương Edward. Dạ. Làm sao cho Dương Edward hay nhất, tỏa sáng và chiến thắng. Yes. Nhưng mà chiến thắng là do khán giả bình chọn, cho nên lần sau nhớ mang dâu ua đồ tới đưa cho người ta. Không, chị gửi tiền mặt luôn. Gửi tiền mặt luôn. Trời ơi, chết rồi. Chị ơi, chị nói như vậy là Phương Nguyên xỉu rồi kìa. Lấy số tài khoản hết rồi. Phương Nguyên nghe, tiền mặt Phương Nguyên xỉu rồi. Từ trước giờ thì Quang Linh ai hát những bài hát mà nó cứ kiểu nó chậm chậm như là ngâm thơ ấy, hay như là hò Huế. Còn đây là lần đầu tiên hát một cái bài mà nó là... Nó líu lưỡi luôn quý vị. Bác cũng đã trong nghề gọi là hơn 40 năm rồi. Mà bây giờ để mà thay đổi một con người như này thực sự rất là khó. Khoan, xí, cái chỗ này là bạn ấy nói ngược ấy. Quang Linh là thay đổi bạn ấy. Quý vị có công nhận cái cậu này từ trước được, có bao giờ cậu nhảy không? Quý vị qua chương trình nào bạn ấy nhảy chưa? Đó. Thế thì cháu đang nói ngược nhá. À, có nghĩa là bây giờ mình nói đúng ra. Nói đúng ra là Quang Linh đang suối bạn ấy nhảy nè. Trời ơi. Mà phải đánh đập chửi mắng dữ lắm mới chịu nhảy đấy. Ờ, đó thôi.
Còn em hôm nay thấy cảm xúc như thế nào? Mày hiền quá, mày đẹp trai, mày hiền quá vậy. Dạ, thực ra là em cảm giác rất là xúc động khi được khán giả, quý vị hò hét đã ủng hộ cho song anh của đội em thì là hết mình. Là vui chưa? Dạ, em vui lắm rồi ạ. À, vui lắm rồi đó hả? Ờ, vui hơn đi em, vui hơn đi em. Mọi người ơi! Đó. Mọi người ủng hộ cho song anh nha. Song anh hát quá tuyệt vời. Fan yêu thứ hai, vót dùm song anh. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút anh thầm mơ. Từng tôi là cơn mưa rơi kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quá, nỗi đau triền miên. Đây là thần đồng âm nhạc Quang Linh. Có ai mà ở tuổi lục tuần này mà nhảy cỡ đó không thưa các bạn? Chỉ vì là vì em đã yêu nè. Chỉ vì là vì anh quá siêu nè. Trời ơi! Trời ơi! Trai đẹp xuất hiện là thấy wow, trai đẹp ha. Nhưng mà khi mà chú xuất hiện, em tập trung vô chú không à. Chú làm cái gì em không? Lu mờ liền quá không? Cái đồ thấy sao em? Nhưng mà em nghĩ là cái đoạn mà anh Quang Linh nói là ảnh suối anh Duy nhảy cái này là đúng không anh? Tại em thấy những cái động tác vậy là anh là Linh ảnh tự đề nghị em làm lại động tác đó, nó không vừa lòng kìa. Dạ đúng rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Anh Duy là rất là thiếu tự tin. Xin nhạc cho tôi lại một đoạn điệp khúc để anh Quang Linh với Phạm Anh Duy nó nhảy lại cái đoạn này. Tôi thích cái đoạn này. Hồi nãy có dancer nó lấp liếm, bây giờ tôi cần hai người này nhảy cho rõ cái đoạn này. Bây giờ tôi mới thích cái câu Phạm Anh Duy ngay chỗ này là đúng nè. 2, 3. Trời ơi! Trời, hai giọng hát mà thực sự là em kiểu là em ước gì em được sinh ra lần nữa để em có giọng hát này á. Thiệt. Bây giờ nha mọi người. Bây giờ chỉ cần mọi người vote cho số điểm bên team này thật cao, Hùng sẽ nhảy quanh nóc ở đây luôn. Ok. Em quá khờ dại về một cuộc tình như là nỗi đau riêng mình. Không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu được sừng mà mê. Có lẽ anh phải đánh mất đôi một bước thôi. Vì người không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu được sừng mà mê. Thẻ VPBank lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.